Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Trong mục tiếng nói người trong cuộc là phóng sự đi ngược chiều, hành vi không an toàn giao thông, đề cập đến tình trạng phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều đang diễn ra phổ biến trên một số tuyến đường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trước tiên, mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục lăng kính giao thông với những thông tin đáng chú ý. Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết. Trong năm 2023, cả nước xảy ra gần 22.100 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người chết. Lực lượng chức năng đã xử lý trên 770.370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số vụ ùn tắc giao thông tại các dịp cao điểm được kéo giảm. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe và cơi nới thành thùng xe được xử lý căn bản. Tại Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết và bị thương 124 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thái Nguyên là một trong số ít tỉnh có 13 năm liên tục giảm tai nạn giao thông và giảm số người chết do tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng xử lý gần 13.600 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung 8 nhóm giải pháp trọng tâm với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tình hình mới. Các lực lượng chức năng cần phối hợp tích cực hơn nữa, nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 và những năm tiếp theo, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ tại một số nút giao thông, tuyến đường vào giờ cao điểm. Để đảm bảo lưu thông cho người dân, công an thành phố đã bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại 23 điểm vào buổi sáng và buổi chiều. Ngoài ra còn có các tổ tuần tra cơ động sẵn sàng phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lưu thông lớn, có công trình đang thi công, nguy cơ cao xảy ra ùn tắc. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc cục bộ được giải quyết. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Dự báo vào thời điểm cuối năm, lượng người và phương tiện gia tăng, công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự triển khai các phương án cụ thể và phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Sông Công thường xuyên tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến giao thông được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Qua công tác tuần tra xử lý vi phạm năm 2023, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Sông Công đã lập biên bản và xử lý trên 2.100 trường hợp, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Sông Công sẽ triển khai kế hoạch cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an thành phố Sông Công chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường việc tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung các cái hành vi trong đó là cái nguyên nhân gây tai nạn giao thông như là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải, và tăng cường đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn thành phố. Tuyến đường liên xã đoạn qua địa phận xã Tân Quang, thành phố Sông Công, được nối từ khu công nghiệp Sông Công 2 đến các xóm Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2 hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí mặt đường bị trồi lún, tạo thành các ổ trâu, ổ gà lớn. Tuyến đường có chiều dài khoảng hơn 1 km. Theo phản ánh của người dân, tình trạng đường xuống cấp như thế này đã nhiều năm nay, gây khó khăn về đi lại, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế của người dân. Được biết, đây là tuyến đường giao thông chính, kết nối hai xóm Tân Mỹ 1 và Tân Mỹ 2 với xã Tân Quang và các địa phương lân cận. Mặt khác, tại đây hiện có một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nên nhu cầu đi lại giao thương khá lớn. Đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ không an toàn giao thông. Trước thực tế này,
người dân địa phương mong muốn chính quyền các cấp quan tâm sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Tham gia giao thông đi ngược chiều là một trong những hành vi vô cùng nguy hiểm. Hành vi này không chỉ nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Thực tế là vậy. Thế nhưng tình trạng này lại đang diễn ra ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Tuyến đường hướng thượng Chùa Hang mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là tuyến đường kết nối thành phố Thái Nguyên với nhiều xã phía đông của huyện Đồng Hỷ, nên lưu lượng phương tiện khá lớn, đặc biệt là các phương tiện xe tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thế nhưng, thời gian gần đây, tình trạng các phương tiện ô tô xe máy tham gia giao thông đi ngược chiều đang diễn ra phổ biến. Có những người thì khi mà thấy lực lượng công an đây thì họ nhận họ là họ hiểu biết thì họ sẽ quay đầu lại, nhưng mà khi không có lực lượng công an thì họ sẽ vẫn vi phạm thôi. Cũng rất là mong muốn người dân là cùng phối hợp và chấp hành cái luật an toàn giao thông để cho nó đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như là trên toàn thành phố. Không rẽ sang đường tại nơi được phép rẽ, nhiều phương tiện tham gia giao thông đã chọn cách đi ngược chiều chỉ để tránh việc di chuyển xa hơn, dài hơn vài trăm mét. Những trường hợp vi phạm luôn có lý do ngụy biện cho hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Thì em thấy được quay đầu thì em nghĩ là được rẽ sao đấy. Nếu mà em biết như thế thì em sẽ đi vòng lên đồng kia. Còn đây là những hình ảnh các phương tiện tham gia giao thông ngược chiều do nhóm phóng viên chuyên mục an toàn giao thông ghi lại được trên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài thuộc khu vực xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Mặc dù chưa hoàn thành, thế nhưng đường Bắc Sơn kéo dài lại có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Vì chưa hoàn thành nên tuyến đường chưa có hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông và một số hạ tầng giao thông khác. Trong khi đó, dọc tuyến đường lại có nhiều điểm giao cắt, dẫn đến mức độ an toàn giao thông trên tuyến đường này bị hạn chế. Thế nhưng, điều đáng báo động hơn là tình trạng phương tiện giao thông đi ngược chiều diễn ra phổ biến. Trường hợp thì có nghĩa là một số xe thì vẫn có buổi sáng thì người ta vẫn tận dụng thời gian tiết kiệm là người ta đi ngược chiều. Độ rất chi là nguy hiểm vì là giao thông người ta sẽ không lường trước được. Dù quãng đường người dân điều khiển phương tiện đi ngược chiều chỉ hơn 100 mét, nhưng cũng khiến giao thông tại đây trở nên lộn xộn, nguy hiểm và luôn thường trực nguy cơ, không an toàn giao thông. Theo tôi thì tất cả mọi người dân chúng ta đều phải ý thức chấp hành, đi làm sao đi đứng cho nó đúng luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi nhà, cho bản thân mình và cho tất cả mọi người. Theo mình thì việc đấy thực sự là rất là nguy hiểm. Và thực ra là nếu mà để mà được mình không xóa được cái hiện tượng đó ấy, thì mình phải nâng cao ý thức cho người dân. Những tình huống như thế này là điều không ai mong muốn khi tham gia giao thông. Thế nhưng thực tế, nguy cơ dẫn đến không an toàn giao thông thường đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức của người tham gia giao thông. Bởi vậy, rất mong các cấp chính quyền địa phương và đơn vị chức năng liên quan cần có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để sau mỗi hành trình là hạnh phúc khi về nhà. Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.